Xin chào các bạn. Hôm nay Hải Vũ quay cái video là máy múc bánh xích, là múc đất lên công nông ba bánh. Đây là một chiếc công nông ba bánh mà người dân người ta tự chế, có hệ thống ben thủy lực và đầu nổ 12 sức ngựa. Cái xe này rất là tốt cho cái việc vận chuyển đất, đá và cát xây dựng cho người dân. Thì các bạn hãy xem cái video này, các bạn hãy bình luận và đăng ký kênh và bấm một nút like. Xin cảm ơn các bạn. Em ơi, vào trong này uống nước. Tí nữa. Vào mà con gái nhà anh nó ấy nước ra. Tớ vào tí em nó pha nước ra. Đây là một cái xe bồn kê chở bê tông tươi, người ta đang dùng cái bơm bê tông, và cái cỗ máy bơm bê tông này là nó bơm rất khỏe để người ta đổ trần cho một hộ dân ở trong ngõ.